Hôm nay, 4 thí sinh của bảng thi triển vọng sẽ mang đến sân khấu của Cười Xuyên Việt 4 câu chuyện ẩn chứa nhiều tiếng cười cũng như cái tình chất chứa. Cùng với sự xuất hiện trợ diễn diễn viên Buka, Hoàng Phúc, Tấn Phát, Thượng Bảo Châu, Tuấn Anh, thí sinh nào sẽ giành điểm số cao nhất để đứng đầu bảng tổng sắp cũng như cơ hội lớn đi tiếp vào vòng sau của Cười Xuyên Việt 2017. Mọi người ơi! Tay đâu tay đâu? Tay đây tay đây nè! Chia ra làm hai! Trong giây phút chia tay, xin quyền ghi lời thề, tuy xa nhau một dặm dài, 22 ngày đây có gì đây? Anh ơi! Số 23, 23. Còn bây giờ, như thường lệ, cùng chào đón hai MC bá đạo của chương trình, anh Tú và Tuấn Dũng. Lời nói đầu tiên xin cho anh Tú và Tuấn Dũng xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang quay trở lại với Cười Xuyên Việt mùa thứ 3 năm 2017. Chương trình Cười Xuyên Việt do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Alo, hai hả con? Tía nè, coi sắp xếp tranh thủ về thăm tía má coi. Trời ơi, tao gồng gánh hết nổi rồi đó. Sao, chưa về được hả? Rồi. Ông ơi, ông. Ê, đang dưới bếp nè. Sắp xong rồi. Trời ơi, kho cái nồi cá banh nứt lỗ mũi tôi luôn à. Thằng hai, bay rảnh tay bay vô phụ tía bay dọn cơm con. Ăn xong rồi lát còn đi làm nữa. Dạ, bữa nay chủ nhật, con có đi làm á ơi. Ủa, nay chủ nhật hả? Trời ơi. Mẹ ơi, 7749. Tính luôn lần này là sáng giờ bà hỏi tôi đúng 50 lần rồi đó. Trời ơi, tôi nhớ quên. Ông ơi, ông trách tôi. Nghỉ tay đi qua ăn cơm đây nè. Chết tôi rồi. Gì vậy bà? Thì ra tránh xíu. Sao, có chuyện gì? Quên uống thuốc. Trời ơi, uống rồi chứ quên rồi. Đây. Hồi sáng uống rồi, thấy không? Uống rồi hả? Uống rồi, bây giờ ngồi ăn cơm đi. Rồi giờ chiều uống một chập nữa, thấy không? Gì chứ thuốc thang bà quên rồi có tôi nhắc. Rồi. Kêu hai lên ăn cơm đi, lát nữa đi làm. 51 lần. Gì vậy? Hôm nay chủ nhật, nó không có đi làm. Rồi, nhớ rồi, bữa nay chủ nhật. Nhớ rồi. Hai ơi, lên ăn cơm con, lát đi làm. Hai, trời ơi, má nói nãy giờ xong lên tiếng bay. Dạ, con này má. Ra ăn cơm lẹ. Đi con. Dạ, ăn cơm đi má. Đi. Má quên, bay ra rồi má mới nhớ. Đợi má xíu. Đâu? Cái gì vậy bà? Hả? Hả, kiếm cái gì nói tôi kiếm cho. Để đó chuyện của tôi. Hai. Má đưa mấy cái nút chặt rồi nè. Với lại má bóp lại cho vừa. Bay bận vô coi vừa không? Dạ. Lẹ. Bận vô. Sao, vừa không con? Hả? Vừa y luôn đó má. Trời ơi, ông thấy nó bận vừa không ông? Ừ, con nó mặc vừa y luôn đó bà. Mày làm gì vậy? Tao hỏi tía bay trả lời. Hả? Cái thằng tài lanh hả? Má mày hỏi tao chứ hỏi bay đâu. Đẹp lắm bà, nó vừa y luôn vậy đó. Trời ơi, thấy vậy chứ. Hai, má là má đưa mà má sửa dữ lắm đó. Nè, để kịp gửi bển cho con, nha. Hai, má nói nghe nè, đâu rồi? Dạ, con nè má. Đây nè, tao coi má coi vừa không ha. Gì vậy má? Sao vậy má? Áo má mới giặt thơm phức hàng. Dạ, thôi con cởi ra nha. Hả? Con cất chứ để thôi nó dơ nha má, nha má. Ôi, ăn cơm bà ơi, ăn cơm hay, nguội hết trơn. Rồi, thôi ăn cơm ha. Ăn cơm. Ôi, cái gì vậy? Không sao. Trà phỏng rồi. Nóng xíu. Thôi đưa đây. Trời ơi, cái gì vậy? Không cái gì mà ông này làm như 3-4 tuổi gì ta. Đưa đây coi. Thằng hai nó cười bây giờ kìa. Nhà có ai đâu mà cười. Thằng hai nó cười hút hết không tin. Hỏi nó đi, phải không hai? Cái thằng má mày hỏi sao không trả lời. Nó đứng nó khóc ngon lành luôn đó bà. Nó khóc luôn hả? Ừ. Hai, má bị phỏng có chết xíu hà. Bay làm gì bay khóc hả? Có chết xíu hà đừng có khóc con. Trời đất ơi, ông coi đó, lớn già đầu mà còn khóc già. Ông la nó một tiếng cho nó nín giùm tôi coi. Tía xúc động quá, xỉu luôn rồi má. Ông xỉu luôn hả? Trời ơi,
Ông ơi, ông sao gì nè? Ủa, hai mày nói ông xỉu qua tới đây nghe cái đùng vậy hai? Ông ơi, ông trời ơi trời trời chết chết rồi. Hay chạy u vô trong lấy cho má cho dầu gió sức cho tía mày. Ô khỏe rồi, khỏe rồi. Khỏe mau vậy. Nghe dầu cái tự nhiên nó khỏe vậy đó. Khỏe hả? Thôi khỏi lấy cho tía ha. Thôi ngồi đấy đi ăn rồi, cơm hả? Ừ. Rồi. Hai. Tía mày á kho cá ngon lắm nè. Má gấp cho miếng cá nè, thấy không? Ăn cá nha con nha. Dạ, cảm ơn má. Ý lộn ơi, ông kho tao ông gấp cho ông chửi rồi ơi. Ông cho ông miếng cá ông ơi. Cảm ơn bà. Bà ơi, rồi rồi ăn ha. Ăn đi. Quên ăn nữa. Đi. Ăn ăn miếng rau cho nó đẹp da ha. Cảm ơn nha. Ý lộn. Hai nãy giờ chưa gấp gì cho nó. Hai má gấp cho con hai ơi. Dạ, hai cảm ơn má. Rồi hai cho con ăn ha. Dạ. Quên nữa. Hồi nãy giờ chưa có chan nước cá. Đâu trời đất mất tiêu rồi, chan miếng nước cá cho ông nha. Ông ơi, chan miếng nước cá ha. Đâu rồi? Đây. Cảm ơn nha. Ờ quên nữa trời ơi. Chưa có chan xong, chưa có chan xong chan nữa. Ôi quên, chan cho hai để nó ngồi nó buồn nghe không? Hai đầu má chan cho miếng nước cá nè. Dạ dạ con nè. Quên mày ơi, chan cho ổng mày ơi. Rồi cuối cùng bà chan cho ai? Bà chan cho tôi. Trời ơi. Ăn không lo ăn. Bà Trang một hồi, tôi với thằng hai đuối á. Tôi cũng đuối vậy. Mệt không? Hỏi gì? Tôi hỏi không mệt không? Ừ, có làm gì đâu mệt. Thì tại nãy giờ tôi thấy không. Nghe mấy bữa rày cầm cái radio sọc xẹt sửa xong chưa? Đó là cái vụ đó đó hang. Hay là vô mình nó cũ dữ lắm rồi. Không, thôi bữa nào tôi gom được chút đỉnh á, tôi mua cây mới cho bà, nghe cho nó sướng cái lỗ tai, thấy không? Tính chi phí vậy? Thằng ai? Mày làm thử điện kiểu gì mà mày không có sửa cái radio cho má? Sửa được chưa? Dạ, dạ, con đang sửa má ơi. Sửa lẹ lẹ. Sửa. Ê! Tao nghe cái mùi là mày muốn đập cái radio của má đúng không? Đâu có đâu má, con đang sửa đây nè. Sửa cái con khỉ, để sửa được là phải nghe rột rẹt. Không? Phải sửa cho má liền. Đó, được rồi má ơi. Đó, được. Cái tiếng này đúng nè. Đó, được rồi đó. Ra đại cho má. Rồi. Ra đại cho má. Bữa nay có tình lên rồi. Hay lắm. Dạ. Nhanh. Được rồi má ơi. Rồi. Sao? Kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng được lắng nghe giọng hát của một nữ danh ca. Đó chính là danh ca Phương Dung. Trời ơi. Kính thưa quý vị, xin phép cho các sư Phương Dung hôm nay được hát chay vì ban nhạc bị đứt tay. Vâng, kính thưa quý vị, và sau đây bài hát xin phép được bắt đầu. Ơi, hay quá. Gạt lạnh về khuya, cơn gió lùa. Giang ngày yên bóng cài sóng thưa, nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt, lá vàng nhẹ nhẹ đưa, tưởng như bước lè phố. Thôi có... nghỉ hai ơi. Vậy đi má. Trời ơi, cười nghe cô Phương Dung hát mà thấy giống như ngạt mũi vậy. Mệt lắm phải không? Thảo chừng giờ này cô Phương Dung ngồi bẹp dưới đất thở hổn hển. Điện thoại hả? Có điện thoại. Ông nghe điện thoại có ai gọi vậy? Alo, Năm nghe nè. Ai vậy? Ừ, sao? Phải á, chưa có nói được đâu. Căng lắm. Sao con? Sao? Lạnh lắm hả? Rồi. Ai nói mà ông nói chuyện chống quơ chống quất vậy hả? Cha Bảy mà cha rủ qua quýnh mấy ván cờ. Cha Bảy hả? Trời ơi, ông nha, ông giấu tôi cái gì ông mới nói chuyện vậy nha? Tôi không nói, tôi không có giấu à nghe. Ông giấu tôi, ông mới nói chuyện chống quơ chống quất vậy. Tôi nói là tôi không có giấu gì bà hết á. Ông có giấu tôi cái gì? Tôi không có giấu gì đâu mà gia cấp cũng thiết rồi mà còn ghen. Rồi giận nữa rồi, lại đây. Không có lại. Ấy đấy. Gì vậy?
nhỏ tóc bạc. Trời, còn nghiệt không? Á mắt không thấy đường mà đầu nhỏ tóc bạc. Thôi thôi. Trời ơi, ông đừng có khi dễ tôi. Coi nè. Nè, 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 đây nè, đây nè, đây. Bà ơi. Bạc trắng luôn bà ơi. Đây 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 nè. Bà ơi. Bạc trắng tình đời. Trời đất, coi nguyên một trọn tóc bạc đây luôn rồi. Thôi. Mà chơi vô này chắc tôi hối đầu luôn á. Không có nhổ nữa à? Rồi, không nhổ nữa. Thôi ngồi chơi ha. Ê, làm gì vậy? Ngồi xuống chơi. Muốn ra coi. Ngồi chơi. Tôi công chuyện tùm lum rồi, đừng không có ngồi được đâu. Không có làm gì. Thằng hai nó nhìn nó cười cái kìa. Hai cười gì? Nó thấy ba má nó gần gũi, nó vui chứ nó cười gì. Buông ra đi. Ngồi xuống. Hai đâu rồi? Thằng hai nó mệt lắm rồi, cho nó vô trong nó nghỉ. Hai, nghỉ đi rồi tối đi làm nữa. Má hỏi thằng hai của má đâu? Đi vô trong lẹ đi hai. Hai. Thằng hai nó... Thằng hai đâu? Thằng hai nó... Nó... Nó đây nè. Bà... Thằng hai nó đây nè. Bà biết rồi hả? Biết chứ sao không biết. Tôi mù, nhưng mà mùi của chồng, mùi của con, làm sao mà tôi không nhớ. Tôi xin lỗi bà, tại tôi sợ bà biết chuyện rồi ảnh hưởng tới bệnh tình của bà. Tôi cực khổ sao cũng được hết á. Miễn bà vui là tôi vui rồi. Bà nhớ không, cái lúc mà bà đổ bệnh đó, nhà mình túng dữ lắm. Chai đầu này đầu kia cũng không có tiền. Cái thằng hai ở đâu nó được người ta giới thiệu đi xuất khẩu lao động, con nào có muốn đi ở đâu. Nhưng nếu không đi thì tiền đâu mà trả nợ, tiền đâu mà than thuốc cho bà. Nó bấm bụng nó đi mà nó giận tôi là không có cho bà biết. Bà đừng có giận con nghe bà. Tôi thương nó không hết, lấy nó ra tôi giận nó. Không, tôi đây. Nè, tôi sửa cái áo này cho nó nè. Để ông kịp ông gửi bệnh cho nó. Ông nói là bệnh đang lạnh đúng không? Ông gửi bệnh cho nó thì nó đi đi làm. Nó không có bị lạnh. Để tôi gửi cho nó, thấy không? Ông. Hả, tôi nè. Ông thương tôi. Bây giờ ông gọi điện cho nó giùm tôi đi. Tôi muốn nghe giọng nói của con. Ông gọi cho thằng hai giùm tôi đi, tôi muốn nghe. Tôi hiểu. Nhưng mà không có được. Sao mà không được? Bà bệnh như vậy rồi nói chuyện với nó, rồi xúc động rồi ảnh hưởng rồi sao? Không, tôi nín rồi. Tôi nín, tôi thương khóc. Tôi... Tôi nín rồi nè. Ông gọi điện cho nó đi. Rồi, rồi. Tôi chỉ cần nghe giọng của thằng hai là tôi khỏe à. Rồi. Alo, hai hả con? Nói chuyện với má nghe. Bà hả? Con nó đợi nè. Hai. Má nè. Mẹ ơi
con mới xong việc đã lâu, con chưa gọi về nhà ta thế nào, cha có đỡ đau ốm hơn không? Mùa đông đã sang rồi, mẹ nhóm than ấm cha ngồi để với gió rét bên trời. Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều, lê chân về sau cả chiều, ở nơi xứ người cũng may sống chung mấy anh em. Chỉ lúc trăng yên bình, bạn con nó khóc một mình, làm ai cũng nhớ gia đình. Ngày chưa biết quê ta nghèo, gì mơ bước đi mau nèo, thà đôi cánh bay. Thằng hai nó nói nó khỏe. Có khỏe là tôi vui rồi. Bà ơi, vợ chồng mình đợi nó về nghe. Phải đợi nó về chứ. Tôi thương bà, thương thằng hai, thương cái nhà mình lắm bà ơi. Xin chúc mừng cho thí sinh Võ Tấn Phát đã hoàn thành xong phần thi của mình. Xin cảm ơn diễn viên hỗ trợ Linh Lộc. Phải tiết chế lại cái cảm giác, cái con người, cái chân, cái tay, cái hình thể của mình nó nhiều quá. Trong khi cái bạn hỗ trợ với em á, thì bạn rất là điềm đạm, bản lực, cho nên khi nhìn lên thấy thương cho cái nhân vật đó quá. Đây là lần đầu tiên em tới với một cuộc thi, thì đối với chị cái tiểu phẩm nó quá xuất sắc đối với bản thân em. Em phải nhớ là càng vô sâu là người hay nó chổng không. Phải tiết chế bản thân, nhưng mà em làm được giọng già, làm được giọng trẻ. Và cảm ơn cái người nào đã dựng cho em cái tiểu phẩm này, Tứ rất là tốt. Chúc mừng Phát. Cảm ơn. Xin cảm ơn nghệ sĩ Việt Hương. Em đóng vai già mình phải nghiên cứu lại một tí. Mình đừng dùng nhiều cái hành động mà tay chân nhiều quá. Em chỉ cần cái giọng nói em và cái tướng đi của em là đủ rồi. Anh rất là thích cái tiểu phẩm này vì nó rất là có ý nghĩa. Nó gần gần với cái tuổi anh rồi đó. Rất cảm động. Chúc mừng em nhé. Cảm ơn. Nhưng mà kịch bản này là của Như hay là của Phát? Của nghĩ Phát đi. Chị, của Phát. Phát hả? Ý tưởng em tốt lắm á. Và có ai hỗ trợ em không? Kịch bản thì em cũng có cái Tứ và nhờ anh chị cũng như chị Như góp ý thêm. Dạ. Yeah. Cảm ơn Phát và cảm ơn một lần nữa, cảm ơn chị Nghinh Lộc đã giúp Phát rất là nhiều. Mà chị Lộc là sao? Giai đàn chị hả cưng? Không, cùng lứa chị với Lộc em. Là trên lớp. À, cùng dạ. lứa với Như hả? Dạ, bạn học của em hả? Dạ. Ừ. Bạn học em diễn già hay quá Như à. Dạ. Chị nhắc nhẹ vậy thôi. À dạ em, tại vì em còn trẻ son sắc quá nên em diễn vai kiều nữ được không chị? Ờ, cái mặt em cũng khó đóng vai già lắm Như. Đối với Lập thì cái tiểu phẩm này rất hay, nhưng mà nó cũng hơi buồn. Ban đầu mà nhận được một tin mà không về, em thấy thương nhân vật này quá, mà ra đây gặp cái hoàn cảnh éo le. Thì chỉ cần cái thôi. Câu của Phát đó đổi lại chút thôi. Khi sau nghe điện thoại để làm cho bà vui là được rồi. Còn cái chuyện về không được, trời mua vé máy bay mà hợp tác rộng xa lắm, em chưa đi em chưa biết đâu. Có tuyết rơi rồi là xa lắm. Đúng không? Chẳng lẽ hát trên Sa Pa, làm trên Sa Pa. Mà Sa Pa tuyết cũng rơi, có mùa cổ này nó rơi xối xả, rơi mà tối mặt tối mũi nhỏ luôn mà. Rơi như có người xịt vậy. Ờ, 6 thằng nó muốn đứng xịt quay cái clip không. Sao bây giờ rồi xong chưa? Tuyết có anh tuyết rơi là bên bật ghi với anh. Rồi xong chưa? Dạ xong rồi Tiên, em nói đi Tiên. À, chúc mừng Phát có một cái tiểu phẩm rất là hay. Trời ơi, vô cái điềm đạm liền. Rồi bà đây nó chợ dễ sợ chợ luôn nha. Em thi ở bảng là bảng tiềm năng, nhưng cái biểu diễn của em rất là tốt. Chỉ có hai người diễn rất là khó. Có thể là chấp nhận tiếng cười ít thôi, nhưng mà nó không rơi một tiếng tấu nào do cái thực bị gì của em với bé Lộc. Yes. Em mới 21-22 đúng không? Sau này khoảng 30 mấy tuổi nữa thì anh bảo đảm rằng cái thực bị diễn của em sẽ rất là khủng khiếp. Trời lâu dữ vậy Tiên, lâu mới nổi. Trời mới 21-22 mà tới 30 mấy tuổi. Vâng, xin cảm ơn những lời nhận xét của ban giám khảo cũng như là các cố vấn của chúng ta. Và số điểm của thí sinh Võ Tấn Phát sẽ được giữ lại vào phía cuối chương trình. Điệp viên Hoàng Phúc đã nhận nhiệm vụ. Tôi đã tới căn nhà của một cặp vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Bây giờ tôi phải làm gì đây sếp? Cái gì? Bắt cóc đứa bé à? Trời lớn vậy. Ở dạ được, dạ được. Nhưng mà bây giờ tôi phải cải trang như thế nào đây sếp? Làm vua em hả? Trời đất ơi, tôi con trai làm sao tôi có thể làm vua em hả sếp? Không thể được, tôi giỡn đó sếp. Bởi vì tôi đã chuẩn bị hết rồi. Xuống xuống miếng anh ơi, xuống xuống miếng anh ơi.
nhau tập thể dục buổi chiều nào các chị em ơi. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Ngồi đi. Làm cái trò gì hả? Có làm cái gì đâu. Trả treo nữa hả? Có nói cái gì ở đâu á trời. Qua giờ đi đâu? Đi chơi với trai. Bây giờ đi ăn cơm trai. Ngủ ở đâu? Thì ngủ nhà trai chứ. Ngủ ở cái trung tâm tư vấn việc làm. Làm mẹ gì mà kỳ cục vậy hả? Tôi lấy chồng hồi nào trời? Con cái không lo. Trời đất ơi, tôi đẻ hồi nào trời? Nè, tôi nói chuyện với cô đó. Sao vậy? À, anh ơi nè, nói chuyện với ai trong đó vậy hả? Đối tác của tôi. Ủa sao vậy? Ly thân lâu rồi mà, sao giờ còn ghen nữa? Nè, ngày mai ra tòa rồi đó nha. Nè, ly thân là cô muốn chứ tôi không có muốn. Ngày mai ra tòa thì ngày hôm nay cô cũng là vợ của tôi. Làm sao tròn trách nhiệm của một người vợ đi. Con cái tối ngày phó mặt cho mấy bà vú. Chứ bây giờ anh muốn tôi phải làm gì? Hả? Tôi không nói chuyện với cô nữa. Đi chơi cả đêm, dẫn bạn về nhà. Bạn gì đó mà kỳ cục, vô trong nhà người ta ngồi trang điểm như một khùng. Ê nè. Chửi á thì cũng phải có căn cứ, có chứng cứ đàng hoàng nha. Anh nghĩ sao mà tôi có mẹ bạn thấy gớm vậy? Tôi chưa nói tới anh thôi, cái bản mặt anh á tôi nghi lắm. Dắt gái về nhà. Trời đất ơi. Trời cái gì? Trời ơi, tôi chưa từng thấy luôn á, anh đổi gu vậy đó. Nè, sản phẩm tôi xài phải là hàng Việt Nam chất lượng cao chứ không phải ba hàng quá đáp gì đâu. Chứ ai đây? Đây? Sao hỏi tôi? Hỏi bà kìa. Dằn mặt ai? Đó. Vậy. Hả? Ừ. A. Hi. Đồ ngốc. Rồi giờ sao? Tôi là vú em. Rồi sao không nói? Tôi làm vú mà tôi không có dám nói. Bởi vì tôi sợ tôi nói ra người ta đòi coi. Coi gì? Coi bằng làm vú. Trời đất ơi, rồi ai mướn đây? Tôi mướn. Nãy giờ tôi quên. Đưa bằng coi. Đây. Có rồi. Để tôi coi bà vú làm được mấy ngày. Đúng rồi đó, làm luôn đi. Tôi mệt ông quá. Dạ em nghe nè chị. Ô dạ sao dạ? Lăng kim hả? Lăng kim bên em đang giảm 50%. Anh ơi, làm luôn đi. Bây giờ nữa. Tôi làm luôn nghe. Kêu con anh ra đi, tôi làm luôn nè. Cô Bên à. Cô Bên. Sao ba kêu con không trả lời? Trời đất ơi, thấy cưng dữ vậy bay. Cô Bên, ba kêu là con phải dạ. Cô... dạ. Dạ. Sao? Hôm nay có Vũ mới qua kìa. Vũ chào con nghe, Vũ chào con nè. Chào Vũ. Giỏi, ở ngoài nhà chơi Vũ nghe không? À rồi, để nó cho tôi nghe, tôi chơi với nó rồi, đi nha. Ráng đi rồi tôi thưởng. Rồi, cảm ơn nghe, đi nghe. À, chục chân à. Đây. Ê con ơi, bây giờ con có thể tương tác với Vũ được không? Facebook người ta còn tương tác với nhau mà mình con người mình không tương tác sao con? Vũ ở đây nè con ơi, Vũ đây nè, Vũ bên đây nè. Nhìn Vũ cái coi, Vũ đây nè, đúng rồi. Không, Vũ bên đây nè con. Con ơi, cho Vũ mượn cái được không? Trời đất ơi, vậy nó cũng chơi được nữa. Tiền giả đó khỏi lụm. Mày làm cái gì vậy? Trời đất ơi, người ta làm vú, người ta vô trong đây, người ta chăm sóc nó mà suốt ngày hở ra cái khóc. Vú nói cho con biết hay chưa? Vú không giống như ba bà vú trước. Ba bà đó là có thể chịu đựng được tiếng khóc thứ tư hoặc thứ năm, nhưng vú không bao giờ chịu đựng được tiếng khóc thứ sáu. Tiếng khóc thứ bảy. Tao tán vô mặt mày đến chưa? Trời ơi, con đích gì đâu mà quậy như quỷ vậy trời. Vú xin lỗi con ơi, con làm ơn con nín giùm vú đi, con khóc cái mặt con gớm lắm. Nói nghe nè, con muốn cái gì bây giờ vú chiều con hết. Muốn chơi cái gì cũng được hết nghe. Bời. Ha, vú vui quá con ơi. Vì gì lâu lắm rồi vú chưa có được bơi. Bây giờ bơi ở đâu nè? Bơi nè. Rồi để vú bơi cho con coi nghe. Không ấy, bây giờ vú bơi ốc cho con coi nghe.
Ủa vô vời ốc gì vậy? Ốc bù đó con. Vô vô vời ốc móng tay. Ốc móng tay hả? Rồi dạ. Để vô bơi vô ốc móng tay nghe. Vô ơi, cái này không phải ốc móng tay, cái này là ốc cắn móng tay, bơi nhiều quá thành ốc cùi luôn á. Đây đây giờ được rồi, đây bây đây giờ vú bơi ốc khác cho con. Vú ốc này vui lắm. Bơi dạ. Bơi bơi nha. Ốc gì vậy vú? Ốc hương đó. Ủa? Sao ốc hương? Thì ốc nè, hương nè, ốc hương. À. Vui không? Ốc nào vú cũng bơi được hết. Vú bơi ốc heo đi. Trời ơi, vú bơi ốc heo cho con. Ốc heo bơi đâu rồi vú? Nó bơi trong tô súp với con. Nhưng mà bây giờ nè, bây giờ mình chơi cái khác được không? Chơi cái khác đi. Chơi tạt nước đi. Tạt nước, à, thích quá, thích quá. Tạt nước. Bà vú như bà điên. Đây bức tranh nhà con mà. Trời ơi. Nó chơi bà vú nó đã đành. Nó chơi luôn anh âm thanh với màn hình LED luôn. Người ta chỉnh cho nó muốn chết, cuối cùng nó quy định đây là bức tranh. Hai anh nhớ mặt nó giùm em nghe. Em là gương mặt điện ảnh. Tao là gương mặt điện giật nè. Trời ơi. Nãy giờ điện nó giật tao muốn queo đầu luôn. Ngồi đó mở đó mà điện ảnh. Bây giờ mình chơi cái khác đi nha, chơi cái khác nha. Chơi iPad. Không có iPad gì hết trơn, bây giờ mình chơi vận động đi. Chơi gì? Chơi vận động đi vui lắm, bây giờ mình chơi SmackDown nha. Con SmackDown là gì? Làm mình đấu vật, đấu vật. Ồ, con sợ lắm. Vui lắm, để chú chuẩn bị mày chết mày với tao. Ồ, con sợ. Vô anh, vô con ơi. Con sợ lắm. Con sợ lắm. Con sợ lắm, sợ lắm. Vui lắm, vui lắm. Con sợ lắm. Sợ lắm, sợ lắm. Không vui lắm con ơi. Vui lắm. Con sợ lắm. Sợ lắm, con sợ lắm. Con sợ lắm. Vú sợ con rồi, vú sợ con rồi. Con sợ lắm, sợ lắm. Con sợ lắm. Đừng mà, đừng mà. Con sợ lắm. Con sợ lắm. Con sợ lắm, sợ lắm. Cũng may là nó sợ đó. Sợ lắm. Nó nghe nè, tha cho vú đi, vú không chơi nữa đâu. Vú mệt quá. Vú, con xin lỗi. Không, 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 đừng, vú tha lỗi con rồi. Ông vú. Tha rồi, tha rồi, tha rồi. Không, không, vú tha. Sợ lắm. Không, vú tha lỗi con. Sợ lắm, vú ơi, con sợ lắm. À. Vú còn khỏe quá, con sợ lắm. Thôi, không chơi nữa, chán quá. Nghĩ đi, vú mệt quá. Vú bị lừa rồi, con sợ lắm. Không chơi thiệt luôn. Ừ, vậy nghĩ đi. Vú lại con, vú lại con. Làm ơn. Để cho vú thi được không? Vú ơi, con biết rồi. Hả, hả, cái gì? Bạn muốn trí tưởng tượng phong phú, bạn hãy giật bài vú. Trời đất ơi. Mày giật một hồi giật banh cái nú tao luôn đi. Nói nghe nè, bây giờ vú mệt quá, mình chơi cái khác đi. Đợi vú một chút xíu đi. Vô, ủa, điện thoại giống điện thoại con. Không có, không có, điện thoại vú á, bây giờ nói cái gì nói lại coi. Dạ, vú dọn dẹp đi, rồi vú ru con ngủ à. Ừ, rồi, rồi, ru con ngủ nghe, ru con ngủ. Nhưng mà vú nói nghe nè, vú hát dở lắm nghe. Rồi, 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 nghe. Con ngủ. Vú, vú hát nghe. Ru con ngủ nha. À, gió mùa thu mà vú đâu con ngủ à. À, năm à, cành à, trời à, hãy ngủ à, ngủ đi con à, hay à. Một chiều dính liền thấy không? Vậy là kế hoạch A đã thành công và kế hoạch B bắt đầu. Ủa con, sao hôm nay con? Ủa, ô vậy thật đúng lúc. Ủa gì giọng đàn ông vậy? Sao con không gọi cho ba mà con nhắn tin vậy? Tôi không phải bà vú. Tôi xin trân trọng giới thiệu. Tôi chính là Bắt Cóc. Cái gì vậy? Gì mà nhà ồn ào quá vậy? À, hay quá, hay quá. Bước ra đây, bước ra đây, bước ra đây. Gì vậy? Ủa, ai vậy? Bà vú đó. Trời đất ơi, sao ông cạo đầu bà vú vậy? Hồi nào? Tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi không phải bà vú. Tôi chính là Bắt Cóc. Trời đất ơi. Nè, bước tới đi. Tôi bấm một cái là nó nổ bùm. Nè, đứng lên. Nè, nè, vô đi. Nè, nè, vô đi, vô đi, vô đi. Thôi, thôi được rồi. Bây giờ muốn bao nhiêu tiền nói đi tôi đưa. Tôi không cần tiền. Bây giờ tôi yêu cầu anh chị hãy thực hiện theo mệnh lệnh của tôi. Rồi nói đi. Bây giờ tôi muốn anh chị ôm nhau đi. Ôm đi. Trời ơi.
À, trời. Buồn ra. Ôi, hai người làm sao vậy? Tôi không ôm ổng được đâu. Tại sao? Đụng cho người ổng là tôi khó chịu rồi à. Tại anh. Anh làm chồng cái kiểu gì vậy? Để cho vợ mình không dám ôm mình làm sao? Bước qua đây. Chị, hãy tưởng tượng tôi là chồng của chị. Gì vậy? Ôm anh đi. 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 Thôi được rồi nè. Được chưa? Muốn cái gì nữa? Bây giờ tôi muốn anh chị hôn nhau đi. Gì vậy? Tai tôi dễ rung lắm nghe. Trời. Tôi mà lỡ rung tôi bấm một cái là bấm. Anh này ta gọi là đánh hơi chứ phải hôn. Không. Làm hoài. Bây giờ anh hãy kể cho tôi nghe cái ngày mà vợ anh sanh con ấy, cảm giác của anh sao? Rồi, hạnh phúc. Hai từ hạnh phúc không đủ để diễn tả cảm giác của tôi lúc đó. Lúc đó tôi vui lắm. Tôi vui tới mức mà trong vô thức tôi đã xé tất cả những gì trước mặt tôi. Tôi xé xé luôn cái hợp đồng trị giá 10 tỷ công ty. Chính thức gạch tên tôi ra khỏi công ty. Khi biết tin chồng tôi bị đuổi việc, tôi lo lắm. Tôi đã gom góp số tiền dành dụm của mình cộng với sự giúp đỡ của gia đình tôi, và tôi đã mở ra được cho anh ấy một công ty riêng. Ngày mà tôi có được công ty riêng, tôi hạnh phúc lắm. Gia đình hai bên rất là tự hào về chúng tôi. Tôi ráng làm. Năm cu Bin lên 6 tuổi, tôi gom góp mua được cho vợ con một căn nhà và một chiếc xe. Lúc đó, cho dù có bận rộn như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng tự hứa với lòng rằng tất cả những ngày chủ nhật tôi phải có mặt ở nhà với vợ và con. Gia đình tôi lúc đó hạnh phúc lắm, rất hạnh phúc. Rồi cái năm thằng cu Bin lên 8 tuổi, chúng tôi mở ra được một cái spa. Tôi cứ làm và làm. Rồi cũng tới lúc ngày chủ nhật của cu Bin không còn nữa. Công việc của tôi ngày càng nhiều, tôi về nhà ngày càng trễ hơn. Và tôi không dám đánh thức vợ tôi dậy khi mỗi đêm về. Tôi đành phải dọn vào phòng kế bên mà ở. Riết rồi quen. Riết. Tôi quên luôn cái cảm giác mình có một người chồng. Rồi tôi mới nhận ra rằng chúng tôi bắt đầu không cần nhau nữa. Mình ơi, đã bao lâu rồi chúng ta không có một bữa cơm gia đình hả mình? Mình ơi, đã bao lâu rồi chúng ta không có ngày chủ nhật dành cho con hả mình? Đã bao lâu rồi gia đình ta không có một tiếng cười hả mình? Tại sao vậy mình? Tại anh. Tất cả là tại anh. Tại em. Anh xin lỗi em. Tại em. Anh xin lỗi em. Tại không em phải mà. Tại anh cũng không phải tại em. Vì trời xuôi khiến hai đứa mình xa nhau. Vô duyên à. Ừ, vô duyên thiệt. Vậy là anh chị đã tìm về với nhau được rồi. Đã hiểu hết tất cả. Đúng cái ý tôi đang muốn luôn. Hay quá, hay quá. Bây giờ là cái lúc mà anh chị kết thúc quá, sao anh chị không nghĩ tới cái lý do mình bắt đầu? Vậy thì thôi, bây giờ còn một cái cuối cùng thôi nha. Một điều cuối cùng thôi. Ráng giúp tôi đi. Rồi tôi với anh chị không cần gặp nhau nữa nha. Một điều cuối cùng thôi nha. Nói đi. Bây giờ tôi chỉ muốn anh chị ly dị ngay lập tức. Anh điên hả? Tôi điên ra đây sao? Anh làm tất cả cho tôi nhận ra được vấn đề cho hai vợ chồng tôi hàn gắn với nhau. Bây giờ anh bắt tôi ly dị là sao? Tôi thích. Tôi muốn nhìn thấy cái cảnh của anh phải mất vợ mất con,
mất hết tất cả vì cách sống vô tâm của anh. Còn chị, một người phụ nữ suốt ngày chỉ biết hờn trách, tự mình đẩy gia đình mình tới bờ vực. Và hậu quả cách sống của anh chị đó chính là sự vô cảm của đứa con. Kỹ đi, kỹ. Mình ơi, kỹ. Lỗi em. Mình ơi. Hay lắm, hay lắm. Bây giờ còn chỉ một chữ ký của chị nữa thôi, chúng ta không cần gặp mặt nhau nữa. Hai người đồng anh chị sẽ giải thoát cho nhau. Đường ai nấy đi, thoải mái lắm. Kỹ đi, kỹ đi, kỹ đi. Kỹ. Đâu. Anh bạn, anh là ai vậy? Chúng tôi là một tổ chức mà ở đó các thành viên đều lớn lên từ những gia đình đã từng đổ vỡ. Nhiệm vụ của chúng tôi là đi tìm kiếm các cặp vợ chồng đang rạn nứt để hàn gắn lại họ khi còn có thể. Anh làm như vậy để được cái gì? Thì đơn giản là để muốn nhìn những đứa trẻ được hạnh phúc. Anh biết không, người lớn của chúng ta thường hay nghĩ rằng là sẽ bù đắp cho vợ, cho con của mình một người vợ, một người mẹ, một người cha khác. Nhưng mà không đâu. Trẻ con chỉ thật sự hạnh phúc và chỉ có duy nhất một cha và một mẹ thôi. Không gì có thể thay thế được. Giá mà ngày xưa có những người như chúng tôi thì gia đình của tôi cũng không tan vỡ. Anh nhìn đi, đây là tài sản lớn nhất của cuộc đời anh. Anh chị đừng bao giờ đánh mất một lần nào nữa, bởi vì khi ấy anh chị sẽ không tìm về với nhau được nữa đâu. Và bây giờ anh chị hãy tận hưởng hạnh phúc của mình đi. Ba mẹ ơi, vui quá à. Alo, Điệp Nhi Hoàng Phúc đã hoàn thành xong nhiệm vụ và sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Xong, qua nhà Gia Bảo à. Ok, qua liền. Và xin chúc mừng cho thí sinh Hoàng Phúc đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Thật ra đây là một cái tiểu phẩm mà anh thấy nó rất là lạ. Anh nó từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Và đặc biệt cái cậu Hoàng Phúc này ổ làm cho anh lôi cuốn. Em có một cái gương mặt mà khi nhìn em là người ta phải bắt buộc phải tập trung để nhìn. Một tiểu phẩm nói lên một cái tình cảm gia đình rất là ý nghĩa. Chúc mừng em. Xin cảm ơn nghệ sĩ Chí Tài. Cái chủ đề của mình là tình. Cái này á, là nó nói về giống như là cái tình về xã hội. Cái gia đình á, nó hoàn thiện, nó hạnh phúc thì cái xã hội nó mới phồn vinh. Có nhiều người sau một cái lần thập tử nhất sinh, người ta không cần những cái tình nhỏ xung quanh nữa, mà người ta làm cho cộng đồng, người ta làm cho xã hội. À, cho nên cái người phải hiểu đó chỉ là một cái mảng trong một cái vở kịch, nhưng em đã nói lên được một cái lớn trong xã hội. Và em là một trong những nhân tố làm nên cái tiểu phẩm và đánh động mọi người làm ơn sống vì xã hội. Tại vì bây giờ ít có người nào nghĩ đến vậy lắm. Họ cúm nụm, họ lo cho họ. Và họ gì? Có nghĩa là họ chỉ ảo vọng thôi. Họ chỉ thấy được những cái bề ngoài, những cái đẹp thôi. Chỉ cần một cái vấn đề gì đó, chả phải của họ, họ cũng nhào vô, họ bu vô, họ chửi bới, họ la. Nhưng mà chưa bao giờ họ làm được cái gì đẹp cả. À, đây là một cái trong những cái tình mà chị nghĩ em đánh động được những người xung quanh hãy sống cho xã hội. Và em đang làm cái điều đó. Một ý tưởng rất mới, rất đẹp cho xã hội này. Em diễn rất là biến thái, hợp với gia diễn, mặt trước gian ác. Và quan trọng nữa là một lần nữa em phải cảm ơn cái người bạn diễn của em. Chúc mừng em, cảm ơn em đã bước tới vòng kế tiếp.
Xin cảm ơn những ý kiến của nghệ sĩ Việt Hương. Thật sự ra cái tiêu phẩm này hôm qua anh coi rồi thì anh đã cố vấn cho chỉnh sửa rồi thì anh đã biết được cái nội dung rồi. Nhưng mà anh coi anh khóc là tại vì em diễn làm hút anh và anh mừng là vì em vẫn giữ được cái phong độ từ vòng đầu tới bây giờ. Cảm ơn. Và em cố gắng giữ vậy nha cưng. Anh là hy vọng vô em nhiều lắm luôn. Dạ cảm ơn anh. Vâng, xin cảm ơn những lời đóng góp từ ban giám khảo. Anh Dũng này, anh đi chơi bây giờ anh đi thuyền thì bè chứ? Có, đi nhiều. Em nói ví dụ bây giờ mà trên một cái bè mà có em với bạn gái anh mà cái bè đang chìm, anh cứu ai? Bạn gái em. Em nghĩ là tình anh em chúng ta từ đây cắt đứt. Không thiệt, cái đó là thiệt chứ bây giờ tự nhiên mình đang ở trên thuyền trên bè mà bây giờ có người mà người ta bị chết đuối hay gì mình nhảy xuống mình cứu rồi mình chết luôn rồi gia đình mình sao? Anh hèn. Anh không dám làm đúng không? Không. Nhưng mà có một thí sinh trong Cười Xuyên Việt dám làm. Ai? Thường Bảo Trọng. Wow. Ơi, mọi người có khỏe không? Khỏe bà, mày chưa khỏe. Cứu tao, lẹ lên cứu. Gì? Bám vô, bám vô. Lên, lên, lên. Có sao không gì? Trời đất ơi, con ơi, chết gì rồi? Dạ. Nhà của dì ở trên đất liền á, nó sập hết rồi. Lũ tới lẻ quá, đâu kịp quơ quà không gì đâu. Quơ có cái thúng bánh bông lan mà giờ nó ướt nhẹp nhẹp luôn nè, trời ơi. Vậy, bữa con y như vậy luôn đó. Bảo nó kéo tới nhà con sập một cái đùng. Còn đồ trong nhà hả, nó bay, bay, bay vậy nè dì. Ôi. Mày diễn tả có tâm dữ vậy. Nói chung là mình làm cái gì mình cũng phải có tâm chứ. Ừ vậy á hen. Dạ. Nói nghe nè. Dạ. Có tâm là một chuyện, mà ngu là một chuyện khác con hả? Dạ. Dì ơi. Cái gì? Lượm giùm con. Lượm. Lượm giùm con đi. Lượm. Thằng Quỳ, mày thảy đồ cho tao hay mày chơi Angry Birds vậy mày? Mày quá trời mệt. Ủa, đồ con đâu? Thảy quanh đâu rồi ai biết? Con mới quăng lên cho dì chụp mà. Thảy lại xuống nước rồi. Trời đất ơi. Ôi, ai cứu người, cứu người. Quân, dạ. Quân giả mang. Quân giả mang. Trời ơi, quân tàn độc. Nói nghe nè. Dạ. Cũng hên là nhờ có con á. Con bỏ của con cứu người. Không là Hà Bá nó ăn tao rồi. Ê. Dạ. Để đáp lại cái tấm chân tình của con. Dạ. Mua bánh bông lan gì đi con. Trời đất ơi. Cái gì ơi, Tâm Bảo đang đến gần, còn tâm trí đâu mà ăn bánh bông lan của dì. Thì đói bụng không có gì ăn, bánh bông lan của dì ăn đỡ đi. Cái rổ bánh bông lan của bà như một cái nồi cháo dinh dưỡng mà mình ăn. Ê, mày xúc phạm đó mày. Ăn thử chưa? Hả? Mà mày ý kiến. Mày ăn thử mày mới biết được nó ngon hay nó dở, cái tự nhiên mày nói như vậy. Mày xúc phạm tao quá mà. Gì vậy? Gì vậy? Ủa con sao vậy? Con bình tĩnh. Ê, con có sao không? Có sao không? Dở quá dì ơi. Dở lắm luôn á. Hà Bá ơi, trả lại giùm em cái rổ bánh bông lan đi. Ví dụ như nó không có được ngon, nó vẫn còn một cái dư vị đó gì động lại trong họng mày, hiểu không? Phóng thanh bụi gì đi con. Dạ. Phóng thanh bụi gì? Dạ, phóng thanh bụi gì rồi. Trời ơi, cái hát lát kìa. À, cái đó là cái bịch rác. Ôi, ôi, cá đuối. Cái đó là cái vỏ chuối. Sao mà nãy giờ biết bao nhiêu cái đồ ăn, bịch rác nè, vỏ chuối nè, mà dì cứ tưởng tượng là đồ ăn không vậy? Bây giờ ở trên đây, vì đói gì khác quá mà ba cái này ăn không có được. Dạ. Rồi nhà cửa tao sao tao cũng không biết nữa, tao rầu quá thì tao nhìn lộn chứ gì đâu. Chết thôi, giờ tao không biết sao hết trơn, trời nè. Dì. Dì. Bình tĩnh, đứng lên. Con nói dì nghe, không có gì mà phải buồn hết. Con có một niềm vui dành cho dì. Niềm vui gì? Đây chính là cái mái dầm, dì hãy cầm lấy và hãy trèo đi nào. Nào, hai dì cháu chúng ta hãy cùng nhau tác nghiệp. Cứu tôi với. Anh chị nói nghe, thân mình sao không lo bán gì đòi ăn đầu vậy? Con tao đó. Ủa, đây. Thân. Cứu. Chị lên. Cứu em. Cứu tôi nữa. Con em. Nè, con này. Cứu tôi nữa. Đàn ông trai tự lên đi. Kêu bồng lên mệt chết à.
Trời đất ơi, bước lên mà không biết có cảm giác trọng lượng nó là cái bè luôn đó. Bè quá rồi, bớt bè lại. Trời ơi, mình ơi, con nóng quá trời kìa. Nín, trời chết, mình đó rung quá rồi. Bình tĩnh. Hai vợ chồng bình tĩnh nha. Đưa con cho em. Rồi hai vợ chồng lượt xuống này, tất cả để em lo. Mọi người ơi, nhìn em có giống Hòn Giọng Phu không? Trời ơi, tôi quên thì cái thằng này, giả đi, chết đi. Trời ơi, xém nữa là rớt con với em luôn rồi đó. Đưa đây đi. Con ai? Con chị, em xin lỗi. Bộ ghê, cậu khi thì con tôi mà làm như con cậu. Ê, nó ngủ rồi kìa. Hay quá vậy. Trời ơi, công nhận bé thích mạo hiểm ha. Thôi, trời đất ơi, trong lúc dầu sôi lửa bỏng mình phải làm những chuyện cấp bách chứ. Chị. Gì? Chuyện cấp bách là xếp đồ hả? Ừ, tại đồ mình ướt nè, mình xếp đồ xíu có đồ mình mặc. Nhưng mà cái này đồ ướt mà. Ướt thì bây giờ mình đang phơi. Trời đất ơi, hai vợ chồng hợp tác quá ta. Khô rồi. Mặc vô đi, mình mặc vô. Tại em bộ cho. Thôi, không có cần. Ủa gì, ta làm được. Ủa, bả làm được mà. Chị bả em là... làm. Em là... Chị ơi, cái con sông biển nó lấy cái áo của chị đi rồi. Trời ơi, lũ lụt mà chị đã buồn. Mất cái áo, chị còn buồn à. Chị, nhưng mà có gì đâu để buồn. Chuyện quan trọng bây giờ là tính mạng của anh với chị. Còn cái áo chết đâu có mang theo được. Nhưng mà chỉ có cái áo đó thôi à. Dạ cái áo cho chị hiểu mệt quá à. Con cái áo mà em cũng làm rơi của chị nữa đó. Được rồi, bình tĩnh nào. Bình tĩnh, tất cả hãy bình tĩnh. Đây, ui. Em tặng áo cho chị đó. Mình ơi, mình ơi, tôi có áo rồi nè. Dễ thương gì đâu. Ui chà. Trời ơi, bắt đầu gì chị không vậy? Dạ. Con trai mà áo drop top. Đâu, áo thun ba lỗ. Tại vì trời mưa, nước nó thấm vô nó rút lại vậy đó. Mùa hè sao? Mùa hè nó giãn thành áo dài. Chị thích quá à, bữa nào mặc cho chị nha. Dạ, em sẽ cho chị. Nào, tất cả chúng ta hãy dựng tay chèo, tiến thẳng về phía trước, đi. Từ từ, bình tĩnh. Này, hãy hướng về phía gió tinh phong cho tôi. Ok. Đi. Bèo thôi mà. Chơi tiếp đi. Tất cả bình tĩnh. Tôi xin lặp lại, hiện tại trên chiến hạm của chúng ta không thể nào chứa được hết 5 người. Vậy thì có một người nhảy xuống hả? Phải. Thôi được rồi. Tôi không đi chết. Mình ơi, mình có cùng với tôi á là có phước cùng hưởng, có họa cùng chia không? Em đồng ý. Vợ ơi, vợ có biết á là tại sao tôi đặt tên con là bé Bảy không? Dạ không. Vì tại vì vợ là người vợ thứ bảy của tôi á. Sao im re vậy? Vui không? Dạ vui. Vui sao không cười? Nhìn vợ hạnh phúc như vậy, tôi biết là vợ vui lắm rồi. Còn đối với em, mình là người chồng đầu tiên còn sống. Chồng hy vọng,
vợ sẽ là người vợ hot girl cuối cùng của đời chồng. Em 18 chưa? Dạ, em 81 rồi. Vậy thì mình hãy cùng sống hết 81 tuổi này nghe. Em đồng ý. Vợ chồng tôi quyết định không thể chết. Thôi hết đi, đừng đẩy hoài. Vậy nữa, xích qua đây. Nằm ở đó, Đinh cứng đầu muốn chết luôn á. Trời ơi, tào lao vậy. Trời ơi, vậy là ai nhảy xuống? Tưởng cái gì cấn đinh. Nó nhảy là đúng rồi đó. Con mới lên là sao bắt con nhảy xuống? Bà đi, bà nhảy đi, bà bấm lan này nè. Ủa sao hai vợ chồng mới ngủ nhảy đi? Vô duyên, vợ chồng tôi có đứa con sao nhảy? Khùng hả? Bà nhảy đúng, bà nhảy đúng là đúng rồi. Con nhảy đi, con trai chú nhảy đi. Bà nhảy, 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 bà nhảy. Tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi. Trong một thời gian ngắn sẽ có đoàn cứu hộ tới cứu tất cả mọi người. Ok. Còn con ông thì sao? Tôi không có gia đình, tôi chết cũng không sao hết. Vậy nha. Ê, đâu? Chết rồi, sống rồi, sống rồi. Kìa gì? Ờ, từ từ, đâu thấy gì đâu nè. Lại lẹ mình thôi. Ê, đợi tôi mình. Ông thuyền trưởng, ông thuyền trưởng phải không? Giật nó, giật nó, giật mấy đứa. Giật nó, giật. Ê, ê, trời ơi, có sao không? Tỉnh dậy, tỉnh dậy con. Tỉnh dậy. Mọi người ơi, đủ hết không? Đủ hết không? Đủ. Em bé như thế nào rồi? Khỏe. Em bé khỏe. Nhờ cậu, nhờ cái bè của cậu cứu tụi tôi đó. Dạ. Còn con sao, con sao? Dạ. Tỉnh táo không, tỉnh táo không? Dạ, chú nhớ tên con không? Maya. Ủa đi đâu vậy? Tự nhiên tên ta kêu Maya. Tôi giỡn mà. Trời, chú giỡn kỳ quá. Giỡn kỳ quá. Mọi người ơi, sao có ai nhớ tên của tôi không? Thì tên cậu là cái gì vậy? Tên nó là cái gì? Điếp điếp gì á? Mới lên trên mà huyện có biết cái gì đâu mà điếp điếp gì gì luôn luôn. Phải đầu tên cái gì mà có nhiều thú quắc à, cái gì nó hôi lắm. Cái gì tôi tên là Bảo Châu. Nãy giờ tôi đâu có biết, tôi vô tâm quá. Xin lỗi con nghe. Dạ. Bị lúc lên lo cái thúng mánh ông Lan không? Quên hỏi tên mày. Chả sao đâu nè. Cậu ơi, tôi cũng đàn ông con trai như cậu á, mà tôi thấy tôi ích kỷ quá. Mọi người nè, cho dù á không có ai nhớ tên tôi á, tôi cũng không có buồn đâu. Ở đời mà ai cũng có việc phải lo hết. Còn tôi nè, tôi có gì đâu để lo, cho nên tôi lo lại cho mọi người. Cuộc sống độc thân của tôi á, tôi tâm niệm có một điều à, mình sống có tình người, có giúp người, thì một ngày nào đó ông trời ông sẽ giúp lại cho mình. Trăng đói. Vui quá nè. Em bé cười với cậu nè. Em bé cười. Nè, đưa chú ẩm nha. Dễ thương quá. Xin cảm ơn tiết mục dự thi của thí sinh Thượng Bảo Châu. Quê em ở đâu vậy Châu? Dạ, em người ở đây luôn. Gốc Sài Gòn hả? Dạ. Có bao giờ em đi tính một cái vùng lũ nào chưa? Dạ chưa. Ý tưởng này đâu ra vậy? Dạ ý tưởng này là của anh Lập cho em. Vô tình thôi, chị lại nghĩ em là người miền Trung. Em làm chưa có cho người ta thấy được là cái ông này nè, ông rất là tốt, mà cái tánh ông lại vậy. Cái dạng náo kịch đó, à, ông tào lao, ông vui vẻ cho nó qua cái ngày khổ đi. Và đến khi cần là ông là cái người hy sinh. Thì lật như vậy là mình sẽ xúc động với cái vai của em ngay. Mặc dù em nhảy rương vẫn rất hài hước. Cái miếng đắt nhất của em là cái áo bà ba màu hồng trôi đi. Là cái ông sống kia ông ra ông cầm cái áo vô rất là bình thản. Dựng cái đó rất là dễ thương. Chỉ trên một cái ghe bao nhiêu đó thước vuông mà tụi em diễn. Và hãy nhớ là làm miếng nào chắc miếng đó ăn thôi. Gọn lại, xúc tích lại ha. Và hãy nhớ là làm cái gì dứt nọc gãy ra cái phải trở lại liền. Để cho người ta thấy mình, ta thấy mình hay, phải cho người ta biết mình có bản lĩnh trên sân khấu. Với năm thằng mình vẫn là số 1. Nhớ nha. Dạ cảm ơn giám khảo Việt Hương ạ. Lần đầu mới lên sân khấu mà em diễn vậy là
đối với anh là tốt rồi. Có mấy chỗ là tại vì cái gương mặt của cậu này là cái gương mặt vui vẻ. Thật ra là khi mà cậu chuyển qua những cái buồn đó, nó hơi khó chút xíu. Đó, gương mặt nụ cười đâu cười coi. À, thấy răng không? Anh Tài, anh nói cái mặt vui mà diễn buồn khó gì? Cái mặt của anh mỗi lần diễn vui có khó không? Cũng khó lắm. Thì đó, anh như vậy thôi, anh thấy là... Gì vậy Tài? Tài ơi, em nói nghe nè. Anh đang nói cái điều em nói. Có nghĩa là này nó biết cái thế mạnh của nó không có diễn bi, nó không có bi. Nó là dạng náo kịch, nó dạng tào lao cứu người lên. Tới khi nó chết xuống nó đâu cần diễn bi gì đâu. Nó chỉ cần nhảy xuống cái đụm nó lên, nó nói là gán không, chạy cái đi hồi nha. Trước khi mà nhảy xuống và khi mọi người gặp là mình phải có một chút xíu gì suy nghĩ chút xíu. Dạ, không đó. Có suy nghĩ, nếu suy nghĩ nó lại không ra cái mặt thằng này. Không, cái được. Mặt thằng này nó tướng tướng vậy. Được. Nói tóm lại là anh thích cái cậu này. Tại vì cậu giống anh, một người rất tốt. Lúc nào cũng giúp đỡ người ta. Trời, anh Tài, anh tìm điểm chung vậy rồi. Trời, giống như chỉ số chung vậy đó. Nhưng mà phải cảm ơn cậu Quỳnh Lập. Nhờ cậu bữa nay mà anh mới biết cơn sóng buồn cái đó là sao. Cơn buồn cái mặt giống anh chỉ Tài quá. Sóng buồn nó buồn dữ lắm. Đẹp quá, dàn dựng tốt quá. Tụi em là may mắn lắm á. Những người mới lần đầu tiên đi thi thôi mà hỗ trợ cả một cái sân khấu hoành tráng lệ. Thích dễ sợ luôn, đẹp dễ sợ luôn á. Thì chỉ với anh Tài diễn hài yêu cầu có đó, người ta còn không cho nữa đó. Có, tại cái mặt của ổng khó ưa, người ta không đưa. Tốn kém quá, tốn kém quá. Thôi để Quỳnh Lập ta nói chuyện nha. Đây là sự cố gắng hết mình của bạn Châu. Cũng lấy từ những cái vụ sạt lở này nọ ở An Giang vừa rồi, có nhiều vụ sạt lở. Thì lấy cái đó đưa vào vùng lũ rồi. Nếu như con người ta không có nhà mà chỉ bấu víu vào một cái bè có nhỏ xíu, có mấy mét vuông thì sao? Thì bắt đầu hai anh em mới triển khai ra. Thì nhờ sự trợ diễn của tất cả các bạn tập ngày tập đêm và ngày hôm nay là tiếng tràng pháo tay của khán giả, những cái công sức được đền đáp rồi đó. Cho nên hy vọng rằng đây là một cái bước để em có niềm tin nhiều hơn nữa, để em có thể phát triển nếu như em có cơ hội vào vòng trong. Cảm ơn, chúc mừng em. Xin cảm ơn cố vấn Huỳnh Lập. Và số điểm của thí sinh Thường Bảo Châu sẽ được giữ lại cho tới cuối chương trình. Còn bây giờ một tràng pháo tay thật lớn, thật là nhiệt dành cho thí sinh tiếp theo. Đúng. Nếu mà bây giờ em đến em dự một cái sinh nhật á, thì theo em sẽ mua cái gì tới để em tặng quà sinh nhật cho người ta? Thì em mua cái gì mà người ta thích, người ta cần là em mua em tặng thôi. Vậy hả? Nếu như mà bây giờ mai mốt mà sau này em có cháu đi, ví dụ là ông nội, thì em tặng nó cái gì? Nếu mà là ông nội là em sẽ tặng những cái món gì mà cháu thích, ví dụ như là cháu gái đi là mình tặng đầm, áo, búp bê. Còn cháu trai mình tặng xe, cộ, đồ chơi. Còn nếu anh là em tặng cái thước. Làm cái gì? Thước đo chiều cao á. Không cần, cái đó không cần thiết. Và những cái món quà mà em tặng chỉ là những món quà về vật chất thôi. Còn cái này mới ghê nè. Anh biết một ông nội mà ông nội này tặng quà cho cháu gái là bỏ sức khỏe mình ra để tặng cho cháu gái mình có một cái niềm vui trọn vẹn. Cái gì ghê vậy? Ông nội là ai? Ông nội Tuấn Anh. Ông nội ơi, chạy nhanh lên. Nhanh vậy được chưa con? Tờ giấy, ông nội biết là gì không? Ông nội biết chứ. Thứ nhất á, là con muốn được coi lô tô. Đúng. Thứ hai, con muốn chơi thú nhúng. Đúng rồi. Còn thứ ba là con muốn được coi bắn pháo bông, đúng không? Đúng rồi. Ngày hôm nay, ông nội sẽ thực hiện hết những ước mơ của con. Yeah. Ông nội. Hả? Phải chi ha? Phải chi á, ba má con đừng có gây nhau, cái đừng có ly dị, cái không có bỏ rơi con. Cái ông nội đâu phải nuôi con cực khổ vậy đâu ha. Nè, không có được buồn nghe không? Ông nội nói rồi, ba má con không có lo cho con được thì ông nội lo cho con. Thôi, rồi lỡ bên một ông nội chết ai lo cho con? Rồi, chết gì chết. Ông nội là ông nội sống dai lắm nha. Ông nội sống dai vậy nè. Ông nội sống dai. Dai như đĩa đó con. Nhìn ông nội sống dài như con lăng quăng thì có. Ông nội sống hoài luôn. Sống hoài chừng nào mà bé Như lớn lên có chồng có con, sau đó ông nội mới đi quy y. Hả? Ủa tự nhiên con có chồng có con, cái ông nội đi làm bác sĩ thú y? Không không, ông nội lộn. Con có chồng có con rồi ông nội mới du quy. Thì tự nhiên cuối đời cái đòi lấy chồng. Không. Trời ơi, con làm ông nội rối quá. Chừng nào con có chồng có con rồi ông nội mới là mất. Thôi, ông nội không có nói vậy, con không có thích đâu. Ông nội là phải sống hoài với con luôn. Được luôn. Vậy thì bé Như phải hứa với ông nội á, là con phải học cho thiệt giỏi nè, để sau này con trở thành một người tốt. Ông ơi, làm ơn dẫn tôi qua đường giùm cái. Ông ơi, có người minh họa cho lời nói mình luôn kìa. Đó,
bây giờ trường hợp mà con gặp một bà lão đang muốn băng qua đường thì con phải làm sao? Ông nội hay dạy con là kính lão đắc thọ. Khi ra đường gặp một cụ già muốn băng ngang đường là mình phải lại dẫn cụ già qua đường. Trời ơi, giỏi quá. Thôi hai ông cháu mình đi tiếp con. Uê uê, sao nói lý thuyết không không thực hành đi. Ủa, bà mắc cười quá. Cái đường này cái đường làng mà mắc mớ gì, đâu có xe đâu mà bà không dám qua đường. Ai nói không có xe? Xe ông đó lỡ mang lụi tôi làm sao? Ủa, trời ơi, cái này xe tôi đang dừng lại mà mắc mớ gì tôi lụi bà. Thôi tôi cũng sợ lắm, ông dẫn tôi qua đường đi. Được rồi. Ôi, bà không có cần con, bà cần sao? Ông con thôi. À, con hiểu rồi. Ông, bà nhá đèn xanh rồi đó, tới luôn đi ông. Vậy? Ông đừng từ chối. Đến từng tuổi này rồi, ông phải yên bề gia thất thì con mới an lòng được. Bây giờ con sẽ để không gian riêng cho hai người, con không nhìn đâu, con biến thành cục đá rồi. Wow, cục đá cũng nhớ giữ xe đạp cho con. Dạ. Ông sẽ làm theo lời của con. Ông dẫn tôi qua đường cái. Đi. Ơi, cái gì vậy? Trời ơi bà ơi, tôi nói rồi, bà thiếu sức khỏe thì đừng có ra đường nghe không? Ai nói tôi thiếu sức khỏe? Tôi thiếu cái khác. Thiếu gì? Thiếu hơi trai. Trai bên đường kia. Trai đâu? Mà thế là bà đã qua đường rồi đó. Ông khí gạt tôi. Cái gì vậy? Làm gì thế ghê vậy? Có gì đâu mà xỉu. Có sao không? Anh ơi, em tên Sò Điệp, nhà em bán ốc. Còn anh? Ông nội, mình đừng tỏ vẻ chảnh chẹ. Hiếm lắm trong cuộc đời mới gặp được một cô gái dàm dễ dãi như vậy. Tên bớt đi. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Hoa Lan. Nhà anh bán hoa? Không, bán phân bón. Anh, khi nào thèm ốc á, qua ăn nha. Khi nào mà thèm ăn á, người ta muốn mua phân bón thì qua tôi nha. Có địa chỉ em qua liền nha. Ông nội ơi. Sao con? Con cảm thấy lo sợ quá. Con sợ gì? Không biết sau này già con có dễ dãi vậy không ha. Thôi. Bây giờ hai ông cháu mình nhanh chân tới hội chợ chơi đi. Để không thôi là hội chợ hết giờ hoạt động đó. Dạ. Bây giờ chạy đua nha. Ông với con chạy đua nè. Chạy đua nha. Chuẩn bị chưa? Rồi. 1, 2, 3. Chạy. Mình nói là chạy bước chậm con ơi. Từ từ đợi ông. Dạ, kính thưa toàn thể quý vị, sau khi chuẩn bị kết thúc chương trình, chúng tôi sẽ cho quý vị xem một màn trình diễn vô cùng đặc biệt của một giọng ca nhí thần đồng Đức Lưu Tô. Về cái nước đầm dơi, nghe ai ru câu ơ hờ. Thương em lỡ duyên để đời, tội nghiệp ghê nghe thốt xê trong tim. Chừng nào về năm cánh, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh, nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Dạ, kính thưa quý vị, sau màn trình diễn đó cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Chúc quý vị một buổi tối thật ngon giấc. Rồi xong rồi, kết thúc chương trình rồi, ly vô anh đi. Ly vô đi chút xíu nữa thu tiền, hoặc nhớ là thu và không được thiếu một cắc nào nghe chưa. Còn ông ở đây lo nhiệm vụ của ông, vô rồi tẩy tới vào chết. Đứng chờ ông nội chút xíu nghe con nha. Dạ. Ông Đặng ơi, ông Đặng. Trời đất ơi, ông ơi, sao giờ này ông mới tới vậy? Ông cháu tôi gặp sự cố, bây giờ sao? Bây giờ lấy sân khấu ra đi, rồi cho ông cháu tôi lên hát đi. Trời đất ơi, bây giờ trễ, người ta về hết trơn rồi. Cái người mà hát lô tô cũng đi về luôn rồi. Ôi chết rồi, bây giờ sao? Ê! Hả? Tôi hát được. Ông hát? Tôi hát lô tô được. Được không? Ráng đi, ráng giúp với ông cháu tôi đi. Bây giờ có cái bộ đồ nào không? Tôi vô tôi thay, tôi hát cho cháu tôi coi. Cháu tôi thích lắm. Bên trong nhiều lắm, đi vô lấy. Cái gì cũng được. Nhanh lên. Cảm ơn nha. Cảm ơn ông Đặng nhiều. Ai đi lâu rồi, đi tránh ra đi. Trời đất ơi, cho ngộ chi đau quá, đi đâu vậy? Ủa ông Đặng. Hả? Thằng nhóc này là ai vậy ông?
cha của nó là chủ của cái gánh này, còn mẹ nó là cho gia nặng lãi. Nói chung gia đình có số có má đó. Chú chặt vậy ha? Ừ, để tôi. Ồ, ông chào con. Chào ông. Con tên gì? Ông có coi phim Dòng Máu Anh Hùng không? Có. Thiên Mệnh Anh Hùng? Có luôn. Con tên Hùng. Con dễ thương quá. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Ông có biết câu con cháu nó bác không? Biết chứ. Hôm nay 8 tuổi. Ồ, 8 tuổi mà sao nhìn con giống 80 tuổi vậy con? 80 tuổi không già con. Ủa vậy hả? Ông tin cho coi hình nè. Thấy không, hình hai cha con lập khuôn đang cái y chang nhau luôn. Chỉ có khác điều là ba con là tuổi già sức yếu, còn con là tuổi trẻ tài cao thôi. À, nhưng mà công nhận nha, công nhận là nhìn mặt hai cha con của con phúc hậu dễ sợ luôn. Trời đất ơi, gia đình làm giang hồ mà phúc hậu cái gì? Con, bây giờ con ông nói con vậy nè, con ráng giúp giùm ông. Ông có đứa cháu á, đứng ngoài kia kìa, tội nghiệp lắm. Ô, đẹp thế, ông cần giúp gì? Bây giờ á, cho ông vô, ông thay bộ đồ, ông leo lên sân khấu hát cho cháu ông coi, xong. Vậy bây giờ cho ông vô thay bộ đồ hát sân khấu, ngày mai ông cho đi bụi với con nha. Ê, đâu có được đâu con. Trời ơi, em nó còn đi học. Em nó còn đi học hả? Trời đất ơi, con gái học cho cố, cuối cùng cũng làm vợ đàn ông thôi. Con giúp giùm ông đi mà, em nó dễ thương lắm, cho em nó niềm vui đi. Dễ thương đúng không? Ừ. Em nó nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi. Mười tuổi, em lớn con 2 tuổi luôn. Ờ, lớn hơn con 2 tuổi luôn đó. Đi vô đi. Cho ông nha. Vô đi. Cảm ơn con, cảm ơn. Ê. Máy bay. Cái gì? Con nói gì máy bay vậy? Lớn hơn 2 tuổi ra máy bay giờ ra tập lái nè gái ơi. Nó cho rồi, đi vô bên trong lẹ. Quá trang cho tôi nhé. Ừ, nhanh lên, nhanh lên. Dâu ơi. Chào bạn. Chào bạn. Ủa bạn, hồi nãy giờ thấy ông nội tôi đâu không? Ông nội vẫn đi bụi rồi. Sao tự nhiên ông nội tôi đi bụi vậy? Không phải, mình mới đi bụi, còn ông nội là ông nội đi kiếm bà nội. Ủa bà nội tôi chết rồi, ông nội tôi liên lạc bằng cách nào mà đi kiếm hay vậy? Ông nội chết rồi hả? Chết rồi. Chuyện nào đám dỗ? Tuần sau á. Đám dỗ nhớ mời nha. Mà nhớ á, đám dỗ đãi buổi trưa nha. Ủa sao vậy? Tại vì buổi sáng đi bụi đó bụng chưa về ăn. Sao không để người ta để buổi sáng qua ăn sáng xong lấy sức đi bụi buổi trưa? Trưa nắng lắm. Đi bụi mà sợ nắng, vậy đi buổi tối đi. Tối không có bụi. Ngồi coi lô tô, ngồi coi lô tô, à? Ngồi coi đi. Long Lân, Quy Phụng, ra làm khán giả nè. Ôi, mấy người đó ở Suối Tiên mà kêu ra được luôn hả? Không phải, chứ nó 4 người kêu vậy. Tối đổ tường ra chơi lô tô nè. Trời ơi, có máu cờ bạc quá, kêu cái chạy gầm gầm ra luôn. Đi. Ông bắn. Hả? Cái gì? Tôi quá trang vậy, cháu tôi có nhận ra tôi không? Trời yên tâm, trời tôi mà làm là không ai nhận ra, trừ khi nào có đứa chọt. Ông nội bạn kìa. Cái gì ông nội tôi nhìn sợ hãi vậy? Không, ông nội mình á. Lộn mà bà nội cho ông nội gì mà áo dài trời. Ai biết nữa, chắc ông chuẩn bị hát bài áo dài ơi á. Có chiếc áo tung tăng trên đường phố mút người xa. Dễ thương á hả? Đúng rồi. Ê, hát đi nha. Cố gắng lên, làm cái gì làm cho vui vui á. 6 người đây đang nhịp dò chờ đợi nè. Hey. Dạ kính thưa đông đảo quý vị, chương trình Lô Tô chúng tôi xin phép được bắt đầu. Số gì đây, về đây bên nhau. Ta nối lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua. Số 13. Số gì đây? Mọi người ơi! Tay đâu? Tay đây! Chia ra làm hai! Chia hai! Trong giây phút chia tay, tiếp quyền ghi lời thề. Người xa nhau buồn chậm dài, 22! 22! Số gì đây? Số gì đây? Anh ơi! Ôi! Ây da! Số 23! 23! Số gì đây? Hey! Cá không ăn muối cá ư? Con cãi cha mẹ
trăm đường con hư. Năm mươi tư, năm mươi tư. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Em gái miền quê, 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 quê. Cuộc đời trong trắng, 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 trắng. Dầm mưa dài nắng mà em rất yêu trắng đẹp ngày rằm. Rằm, rằm, còn số năm, còn số năm. Trời ơi, tiếc quá, phải 15 là trúng rồi, là số 15, số 15. Sao 15, sao 15. Rằm 15, rằm 15. Hợp lý luôn. Cưng, 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 cưng. Trời đất ơi, hay quá trời luôn á. Thầy ơi, mấy ông này ông hát hay quá à. Nhận ông vô đằng lô tô làm đi. Ờ, ờ, còn ông Đằng nghỉ đi. Nghỉ đây, nghỉ đây, nghỉ đây. Tình nghĩa, tình nghĩa, tình nghĩa. Thôi đừng có mặc đường chiều sụn, nó vô làm lợi nè. Dạ con kinh rồi. Rồi 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 con kinh rồi nè nè nè. Đúng rồi nè. Rồi bây giờ nha, phần thưởng của con sẽ là một gói mì. Cái gì kỳ vậy? Có nhiều nhiều đi, sao cho người ta có một gói mì à? Trời ơi, thì ông bà chủ quy định là bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu chứ. Quy định thì quy định, bây giờ có lây lâu, bây giờ cứ cho nhiều nhiều đi. Bây giờ cũng không làm sai được. Ông sợ ai? Ông bà chủ. Ông bà chủ sợ ai? Sợ con. Hai thùng à. Thằng này không phải con, ông bà chủ tôi dặn cổ nó chết rồi đó. Giúp tôi, giúp tôi. Tụi bay ngồi làm gì? Vô lấy mì đi kìa. Ơi, nè con, sao mà đưa tới là hai thùng mì dữ vậy? Trời ơi, yên tâm đi, hai cái thùng nó hết đáp rồi. Thôi vậy thôi, cho lại ba thùng đỡ chật kho. Ba thùng luôn mấy chị em bằng gì ơi. Cảm ơn nhiều, cháu tôi nó vui quá. Cảm ơn ông nhiều nha. Ông cảm ơn con nhiều nha. Hả? Bây giờ lỡ giúp và giúp cho trót đi. Hả? Cháu tôi nó muốn chơi thú nhúng lắm. Ở đây mình có thú nhúng không? Trời ơi, nhân viên mà chỉnh mấy cái máy thú nhúng người ta đi về nhà rồi. Có bộ đồ thú nào không? Đồ thú bên trong cả đống kia kìa. Cho tôi mượn, tôi mặc vô làm thú nhúng. Trời đất ơi, ông có bị khùng không vậy? Nguyên cái khuôn viên bự như vậy nè, ít nhất á phải hai con chứ con sao ai tin. Ông mà không làm gì? Tôi già rồi. Mà ông sợ ai? Ông bà chủ. Ông bà chủ sợ ai? Sợ con. Hai con. Dạ, ra sáng kiến ngu dễ sợ dễ thiệt. Cảm ơn con nhiều nha. Gà này chơi thú nhúng không? Chơi thú nhúng hả? Ừ, thú nhúng ở đây lạ lắm á. Vui là mà biết nói tiếng người luôn á. Gì ghê vậy? Ừ, thú nhúng ra đây á là nó nhập từ cái nước mà Đông Timor, Ấn Độ, Alaska rồi đặt chợ Bà Chiểu á. Nước gì lạ vậy? Ừ, chơi rất là vui. Chơi không? Chơi, chơi. Đi, mình dẫn đi chơi thú nhúng liền ha. Đi, đi, đi. Mà cơ mắc cỡ. Trời ơi, có gì đâu biết nữa. Đi, nó mắc cỡ. Trời đất ơi, có gì lâu không biết nữa. Mắc cỡ. Đi bên này nè. Anh trời, mắc cỡ lạc lối luôn. Ê, ê, còn cứ làm thú đi. Ừ, nhanh, 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 nhanh đi. Chào. Ông Đằng, ông Đằng. Hả? Sao tôi thấy cảnh của tôi với ông giống nhớ phim Bao Công quá. Sao vậy? Thì cẩu đầu đau, hổ đầu đau rồi nè. Bớt xa bít. Đi vô ơi. À, bắt đi vòng 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 ha. Trời, thú nhúng gì mà giống con người quá vậy? Hay lắm á, chơi đi vui lắm. Thế giờ chơi bằng cách nào? Bây giờ bạn nhét thẻ vô. À. Ok, bye, ok. Bạn nhét vô đó, cái máy nó bị bón thẻ đó. Sợ. Cái chỗ đó là chỉ có nhét thuốc rồi, không có nhét thẻ được. Ủa chứ giờ nhét ở đâu? Đi ra đi, cái này rất là đơn giản. Đó, được rồi đó. Thôi được rồi hả? Ừ. Ê. Ông sợ ai? Ông bà chủ. Ông bà chủ sợ ai? Sợ con. Hai ba nhún. Ai ai ai, cái máy này nó có nhún nhanh được không vậy? Không biết nữa anh xui à. Ai ai, nó nhún nhanh hả? Chết rồi. Ê, cái máy tôi nó bị sụm bà chè rồi. Không sao đâu, qua đây cho quá chế ăn nè. Bíp bíp, máy hư, máy hư. Ở hai cái máy nó sụm bà chè luôn rồi. Trời ơi, coi hai cái máy gì còn quen. Thôi để đi, đi ăn kẹp, đi ăn kẹp. Bộ hít đụng chạm lắm, nói gì á. Đi ăn kem chứ bộ hít đụng chạm cái gì. Hư quá. Bởi người ta hay nói tình yêu được xuất phát từ niềm đau mà. À, mắc cỡ quá rồi. Ôi da, sao rồi? Có sao không hả? Không, không, không sao đâu cả. Thôi tôi thấy vậy là đủ rồi đó ông ơi. Chưa có đủ đâu, chưa có đủ đâu. Tôi muốn làm thêm một trò nữa. Cái trò cuối cùng cháu tôi thích lắm. Cái trò bắn pháo bông đó.
hội chợ có pháo bông đúng không? Cho tôi mượn bắn đi. Có, nhưng mà nãy hội chợ người ta sử dụng hết rồi. Ông Đặng ơi. Hả? Ông có nhớ là hồi còn trẻ tôi với ông hay chơi cái trò mà bắn pháo người không? Trời ơi, tôi nhớ sao không nhớ. Hồi xưa ông không có dám chơi bởi vì ông sợ độ cao. Chỉ có tôi mới làm thôi. Đừng kêu tôi làm nha. Hồi đó không sợ chứ giờ sợ đó nghe. Tôi làm. Nhưng ông sợ độ cao mà. Tôi làm được hết. Tôi hết sợ độ cao rồi. Bây giờ giúp tôi, đừng có nói gì hết. Đi vô, đi vô chuẩn bị giúp tôi. Chơi nãy giờ không thấy ông nội đâu hết trơn vậy? Thôi vậy cho chơi trò chơi cuối cùng đi, để gặp ông nội. Có ông nội nãy giờ mất tiêu rồi, lo quá nè. Trò cuối cùng là cái gì? Coi bóng pháo bông á. Rồi khó lắm à. Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không có chịu làm thôi. Đứng qua bển chờ nghe. Mời chú Hề. Hả? Có chú Hề kìa, có chú Hề kìa. Chú Hề. Chú Hề ơi, chú Hề. Chào chú Hề. Chú Hề đây. Hôm nay chú Hề sẽ biểu diễn một tiết mục bắn pháo người rất là đặc sắc để chúc mừng sinh nhật cho bạn nha. Biết sinh nhật mình luôn á, biết luôn á. Vậy hả? Chú Hề làm cái gì hề nha? Bạn nói mới hề đó. Ôi, chú Hề sao vậy? Chú Hề không sao. Chú Hề bị xỉn. Trời ơi, chú Hề đi nhậu rồi mới đi biểu diễn kìa. Ông bị cái gì vậy? Bị cái gì vậy hả? Tôi lên máu rồi ông ơi. Tôi lên máu. Đừng tháo ra tôi làm giùm cho. Để tôi làm. Tôi muốn cái làm cái trò cuối cùng cho cháu tôi vui. Để tôi làm cho. Thôi chú Hề ơi. Dạ con cảm ơn chú Hề. Thôi con không coi nữa đâu. Nãy giờ con không gặp ông nội con đâu hết á. Thôi để con đi kiếm ông nội con về nha. Con cảm ơn chú Hề. Cảm ơn chú. Như ông nội nè con. Ông nội. Ông nội đây. Ủa vậy là nãy giờ lô tô là ông nội làm. Rồi thu nhúng. Ông nội làm luôn đó. Rồi bây giờ là ông nội sẽ làm pháo bông cho con coi nha. Yên tâm. Dạ. Ở đó đi. Ông nội sẽ làm cho con coi. Ông nội à. Thôi mà ông nội. Ông nội đừng có làm. Còn đứng vậy. Yên đó. Không, con mà biết ông nội làm mấy cái điều này á, con không chịu đâu. Nghe ông nội đi. Để ông nội làm không cho con coi. Đâu, ông muốn con có niềm vui trọn vẹn mà. Chúc mừng sinh nhật bạn nhớ. Ông nội. Con có vui không nhớ? Con vui lắm ông nội ơi. Ông nội có làm nữa mà. Ông nội ơi dừng lại đi. Đủ rồi ông ơi. Ông có sao không? Không sao hết con. Trời ơi. Con vui không con? Vui không con? Vui hả? Vui. Con vui lắm. Nhưng mà ông nội làm mấy điều này để làm cái gì vậy? Ba mẹ của con không lo được cho con thì nội sẽ lo cho con. Nội muốn cháu của nội phải có niềm vui trọn vẹn trong ngày sinh nhật. Hôm nay cũng là sinh nhật của ông nội mà. Đúng rồi. Hôm nay là ngày sinh nhật. Ngày sinh nhật của ông nội. Mà con không có gì tặng cho ông nội hết á. Đừng có khóc con. Đừng có khóc nha. Bé Như ngoan nha. Quà sinh nhật của ông nội chính là nụ cười của con đó. Ông nội thương. Một tràng pháo tay thật lớn cho Tuấn Anh đã hoàn thành xong tiết mục dự thi của mình. Em ơi sao em gan thế? Em nhờ hai cái áo quần nó hốt hết trơn luôn. Chị tưởng hai đứa thi không á. Xém tràng qua chấm hai tụi nó luôn rồi đó. Giống như vô ca nó duyên dáng quá. Cái tứ này nó bị cũ. Kỹ thuật cá nhân á thì em rất tốt. Nhưng để dẫn cái mạch, để dẫn dắt đi dài tới như vậy thì em chưa đủ. Để em làm một cá thể diễn viên
thì bây giờ chị nghĩ là em sẽ làm được. Nhưng mà cái mạch dẫn đi á, vẫn phải nhờ bạn Kuka và cái bạn Dũng kia. Thì cái đó chị nghĩ là mình phải học hỏi thêm và phải kinh nghiệm cuộc đời nữa. Nhưng cá nhân chị thấy em đã rất tốt. Đây là cái tình ông cháu thì nó cũng là một cái dấu nhấn khác những cái tiểu phẩm trước. Đây cái thân chơi để mình giúp cho mình có nhiều cơ hội để mình càng tiến lên cái nghề của mình. Anh cũng xin chúc mừng em. Cảm ơn em. Dạ, xin cảm ơn nghệ sĩ Chí Tài. Nhân vật này là một nhân vật rất khác. Như thấy được cái sự điềm đạm, bản lĩnh. Thật sự mà diễn chung với Tuấn Dũng, Puka và Hữu Đằng sợ lắm á, mấy người đó ra là lửa đùng 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 đùng. Nhưng mà Tuấn Anh đã biết tự kìm bản thân mình lại và giữ được cho mình một cái riêng của mình. Và may mắn là mình không bị hớp đi giống như chị Hương nói. Như Thiên thích, cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn cố vấn Khải Như rất nhiều. Phải nói là sau tiết mục này Tuấn mới phát hiện là Tuấn Anh hát rất hay, không thua kém như Tuấn Dũng. Hát lô tô cực kỳ mượt mà, nhất là mấy cái khúc mà mình gọi, mình kêu số, anh số, gì đây bà con ơi. Và số điểm của thí sinh Tuấn Anh sẽ được giữ lại vào phía cuối chương trình. Chúng ta đã vừa trải qua một đêm thi của bạn Triển Vọng. Có rất nhiều loại tình khác nhau, nhưng không quan trọng bằng tình yêu thương của khán giả dành cho chúng tôi. Và hãy luôn ủng hộ chương trình Cười Xuyên Việt mùa thứ 3 năm 2017 này nhé. Chương trình Cười Xuyên Việt do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty Truyền thông Khang thực hiện. Quý vị khán giả có thể xem lại bản full của chương trình ngay sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store. Còn bây giờ thì Tuấn Dũng, anh Tú xin chào và hẹn gặp lại. Tập tiếp theo của Cười Xuyên Việt 2017, chủ đề được mong chờ nhất, chủ đề Bolero. Bốn thí sinh của bảng thi tài năng sẽ đưa âm nhạc Bolero như thế nào để kết hợp cùng những tình huống hài hước khó đỡ? Liệu có một cuộc xoán lôi nào trên bảng tổng sắp và thí sinh nào sẽ là người dừng lại tiếp theo? Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên chẳng nghèo, luôn đi bên tôi như mẹ. Đón xem tập 11 Cười Xuyên Việt 2017, chủ đề Bolero của bảng thi tài năng được phát sóng lúc 21 giờ thứ sáu ngày 4 tháng 8 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại lúc 12 giờ thứ bảy ngày 5 tháng 8 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Xem đầy đủ chương trình qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store. Cười tươi tắn cùng Cười Xuyên Việt 2017. Thank you.